Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong các chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thời gian qua trên một số trang mạng báo tạp chí điện tử có đăng thông tin thất thiệt về giá nhãn Hưng Yên siêu rẻ. Ngay lập tức, nhiều chủ vườn nhãn đã phản ứng trước thông tin không có căn cứ này. Trên thực tế hiện nay, tại hầu hết các hợp tác xã, tổ hợp tác trồng nhãn Việt Gáp ở thành phố Hưng Yên đều tiêu thụ rất thuận lợi với giá cao, thậm chí nguồn cung không đủ nhu cầu của khách hàng. Gia đình chị Tuyết là thành viên hợp tác xã nhãn lồng Hồng Kỳ ở thôn Lê Nhi Hổ, xã Hồng Nam, có gần 2 mẫu nhãn, trong đó có khoảng 30% diện tích nhãn đặc sản như đường phèn, củi cổ. Năm nay thời tiết không thuận lợi, sản lượng nhãn nhà chị Tuyết thu được chỉ khoảng hơn 6 tấn quả tươi, giảm hơn năm trước. Tuy nhiên, nhãn vẫn cho chất lượng thơm ngọt vượt trội, được khách hàng về tận vườn đặt mua với giá bán cao. Tôi thấy đông lắm, hết đoàn nọ đến đoàn kia ra vào. Thế và tôi thấy rằng là nhà vườn không kịp có nhãn để bán cho khách hàng. Tôi thì mua chính là cái loại là 30.000 một cân là nhãn Hương Chi. Thế ngoài ra nhà vườn có giới thiệu với tôi là có một loại đặc sản rất là ngon. Giá là 100.000 một cân thì tôi cũng mua 3 cân. Rất là ngon và tôi đã nếm thử. Tập trung cao về cái chất lượng, thế rồi là chăm sóc. Cho nên là cái mẫu mã rất đẹp mà chất lượng quả thì ngọt thơm. Cho nên là các khách hàng ở các nơi họ nhớ mà họ tự về, chứ mình không phải mời chào ai cả. Mà khi bán ý, thì không đủ bán, còn bán hỗ trợ các thành viên trong hợp tác xã rất nhiều. Thành phố Hưng Yên hiện có hơn 1.000 hectare nhãn với sản lượng nhãn quả tươi ước đạt gần 10.000 tấn. Đến nay, thành phố thành lập được 18 hợp tác xã và tổ hợp tác nhãn với trên 400 hectare chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từng bước tiếp cận với hướng canh tác nhãn hữu cơ. Thời điểm hiện tại, các vườn nhãn đã thu hoạch và tiêu thụ khoảng từ 60 đến 70% sản lượng. Trong đó, các diện tích nhãn hữu cơ, Việt Gáp, nhãn OCOP đều được các hợp tác xã đóng hộp làm hàng quả biếu, bán với giá từ 25 đến 45.000 đồng 1 kg nhãn Hương Chi, từ 60 đến 100.000 đồng 1 kg nhãn cùi, thậm chí có những cây nhãn đường phèn cổ đặc sắc có giá bán trên 100.000 đồng 1 kg. Giống cùi cổ này, đến đâu là tiêu hết đến đấy luôn. Hầu như là tôi đều bán qua như vậy khách quen, mà người ta lấy qua như vậy vài tạ, thậm chí là 3 tạ, 5 tạ, thu hoạch rất thuận lợi. Chúng tôi bán cái giá cả cũng êm. Để tránh tình trạng mất mùa, mất giá, cũng như được mùa mất giá, sản xuất nông sản chất lượng cao theo hướng Việt Gáp, hữu cơ, phát triển sản phẩm OCOP vẫn là hướng đi bền vững cho những người trồng nhãn. Điều này không chỉ tăng giá trị thu nhập mà còn góp phần quan trọng bảo vệ phát triển thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên, hương vị tiến vua.